Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023, hiện giờ khoảng 7 giờ sáng. Vũ đang đi qua đây là chỗ nhà của chị Nghe, ở đây là ở ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thì chị hoàn cảnh rất là khó khăn, chị thôi chồng hàng ngày chị đi bán vé số, nuôi hai đứa con nhỏ đi học. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ vô hỏi thăm hai đứa bé nha. Chú chào bé Nên nha con. Dạ con chào chú. À, hôm nay chủ nhật là con được nghỉ học hả? Dạ con nghỉ được buổi sáng rồi ạ. Nghỉ được buổi sáng hả? Dạ. Lên bé Hường lên nè con. Con mới ngủ dậy hả? Dạ. Bé Hường con học suốt tuần không? Dạ, thường thường là con được nghỉ thứ bảy chủ nhật mà mai mốt con học luôn. À, mai mốt học luôn ha. Rồi hôm nay mẹ con có về không nên? Dạ, có bữa thì mẹ con về có. Gần đây có về, còn gần đây có về được một bữa rồi. À. Dạ. Rồi hai chị em ở nhà ngủ có mình hả? Dạ. Là trước giờ vậy hay là mới đây thôi? Dạ trước giờ vậy. À, không có mượn bà ngoại qua ngủ hả? Dạ bà ngoại sức khỏe không tốt, với lại tụi con về được rồi, ngoại đi lại nhiều thì không ổn. À. Rồi hổm rồi chú về bên Bình Đại thì chú cũng hỏi thăm, tại bữa đó chú hỏi mẹ con ở Bình Đại á, mà ở chỗ nào thì chú cũng có hỏi thăm và tìm hiểu thì biết mẹ con đó là có chồng ở bển á, là cái chú này là có tật mà sửa xe đạp đúng không? Con có biết không? Dạ con biết. Đúng. À. Rồi. Để bao lâu mẹ con mới về một lần? Dạ tầm 2-3 bữa mẹ con sẽ về một lần. À. Dạ. Là về thăm hai đứa con ha. Rồi ở nhà thì hai đứa sinh hoạt rồi tự nấu ăn rồi tự lo hết. Dạ đúng rồi. À. Rồi mỗi khi mẹ con về là có cho tiền không? Dạ mỗi khi mẹ về thì có cho tiền ạ. À. Cho lần nhiều không? Dạ cũng 200-300 gì đó. Ừ, rồi ở nhà cũng như điện nước sinh hoạt ở nhà hai chị em ăn uống rồi đầy đủ không? Điện nước sinh hoạt thì tổng thể chắc không đủ rồi. À. Thì thường hai chị em có đi học vậy thì có thời gian nấu cơm để ăn kịp không, hay là ăn cơm tiệm? Dạ đôi lúc thì kịp, còn nhiều lúc thì không kịp ạ. Mới phải ăn cơm tiệm. À. Con là con học năm nay là lớp 12 ha? Dạ đúng rồi. Là con học thêm suốt ngày luôn hả? Dạ học thêm với lại học trái buổi thì suốt ngày ạ. Rồi từ đây con xuống trường xa không? Dạ cũng tầm 6-7 cây vậy đó ạ. 6-7 cây? Dạ. À con hơn trường con xa không? Dạ gần. Gần hả? Dạ. Thì con đi xe đạp hả? Dạ. Còn nên thì con được xe đạp điện hả? Dạ. Thì có học thêm ở đâu, ở gần trường không hay là học ở trong trường luôn? Dạ có học ở trong trường, với lại một số thì con học ở nhà giáo viên ạ. À. Mà hai đứa có đi học có khi nào gặp cha không? Dạ có. À. Cha có khi nào qua đây thăm không? Dạ không. Không có hả? Thì hôm nay chú qua đây thì có anh Nguyễn Nhân Bá ở bên Pháp á. À. Có gửi cho con 4 triệu. Dạ con cảm ơn ạ. Rồi con nhận tiền rồi con điếm lại giùm chú. Dạ. Ơi. Con điếm lại giùm chú ơi. Dạ đủ ạ. Rồi con gửi lời cảm ơn chú. Dạ. Bá đi. Ờ trước con cảm ơn chú Bá vì đã giao cho con số tiền này, với số tiền này thì con sẽ áp dụng cho nó vì việc trang trải trong gia đình và việc học tập của em và con ạ. Cảm ơn rất nhiều. Con cũng cảm ơn cả chú Vũ nữa vì đã giúp tụi con trong cái này. Dạ. Rồi chú cũng báo cho
Đó là con với Hường ha, một tin vui thì có chú thím ba, là con gọi là ông bà ba, dạ, ở bên Mỹ, thì sẽ xem xét và giúp đỡ chút đỉnh tiền để cho đó là hai đứa con đi học. Thì xong cái video này thì chú sẽ kết nối điện thoại cho con với bé Hường gặp là chú thím ba ở bên Arizona, ở bên Mỹ á. Dạ, con nếu được vậy thì vui quá, con cảm ơn rất nhiều ạ. Con gửi lời chúc sức khỏe đến chú thím ba và cả chú bá nữa ạ. Vũ thay mặt chị Nga cảm ơn anh bá ở Pháp đã gửi số tiền cho đó là 4 triệu. Tiền này thì con nên gửi cậu hoặc bà ngoại đi ha. Khi nào con cần xài thì con lấy chứ con cũng đừng có giữ. Với chú nói là chú Vũ bản qua đây thì chỉ có mình chú Vũ thôi nha, chứ còn là không có ai mà đi với chú Vũ hết á nghe. Để nhiều khi người ta lợi dụng, người ta nói chú Vũ giúp đỡ, rồi giống như cái trường hợp hôm trước là bị lừa nha con. Dạ. Thì chú Vũ chỉ có một mình thôi chứ không có ai hết, thì con cũng biết chú Vũ rồi. Dạ, dạ con biết à. Rồi. Chứ để người ta lợi dụng, người ta qua, người ta lừa gạt nữa đó. Dạ. Rồi đây là ngôi nhà của hai đứa bé, đây là chỗ học. Tắm đèn sáng không con? Dạ rất là sáng. Người thấy đường học ha? Dạ. Đây là chiếc xe. Xe cô bé nên đi học, xe này cũng cũng kỹ dữ lắm rồi ha. Còn chạy ổn không con? Dạ lâu lâu thì nó trục trặc. À. Thì cái nền này hồi trước có tráng không con? Dạ có. Tại tráng cái lớp này nó mỏng quá, với lại hồi đó nhà con có chuột nữa, nó nôi ra. À. Dạ. Rồi chứ đi xuống sau đây chú đi tham quan nhà con lại lần nữa coi. Dạ. Nhà của hai chị em mà. Này xe đạp của bé Hường đây ha. Dạ. Chú biết nhẹ. Tại sao biết nhẹ? Đây là chỗ nấu ăn của hai chị em. Sáng ăn sáng chưa con? Dạ chưa. Đây là ở trong phòng. Trong phòng này hồi trước cũng có tráng luôn hả con? Dạ có. Mà anh giờ chuột dữ lắm hả con? Nó môi tóc lên vậy dạ, hả? Dạ hồi đó chuột dữ lắm. Với lại đồ mà thường ngày con chưa dạy con bỏ đây. Ừ. Dạ. Chứ không có ngủ ở đây. Dạ. Rồi giờ Vũ đi về nha các bạn. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Rồi chú chào hai con, chú về nha. Bye bye. Hẹn gặp lại.